안녕하세요. Xin chào các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Last Academy và các bạn ơi, ngày hôm nay thì cô sẽ phân tích cho chúng ta về Nuku và Nuka, các bạn học tiếng Hàn á có phải là các bạn được nghe được hiểu là a à, Nuku thì bằng Nuka đúng không? Tức là hai cái này cùng một nghĩa. Tuy nhiên rằng là cái cách sử dụng trong câu á, cái nghĩa thì không thay đổi nhưng mà nó sẽ sử dụng khác các bạn. Ví dụ như nếu mà dịch từ tiếng Hàn qua tiếng Việt thì có thể là chúng ta chỉ cần hiểu cái nghĩa ngữ nghĩa là ai là được đúng không? Nhưng mà chúng ta dịch ngược lại từ tiếng Việt sang tiếng Hàn thì các bạn phải biết được cái Nuka là đứng ở chỗ nào, cái Nuku đứng ở chỗ nào. Cho nên nào bây giờ sẽ cùng cô học thử Nuka và Nuku nha. À, đầu tiên thì cô sẽ đặt vấn đề với các bạn đặt một cái vấn đề với các bạn như thế này về nuka và nuku ha cô ví dụ nè với một cái câu là ai đến vậy thì cũng là ai đúng không các bạn ai đến vậy nhưng mà cái câu ở dưới là hôm qua bạn gặp ai vậy như vậy hai câu này cũng đều là chữ ai ha mình thấy là nuka và nuku đều dịch là ai nhưng mà vị trí trong câu và cái vai trò trong câu đã bị thay đổi rồi các bạn Tha, ví dụ như trong tiếng việt thì mình chỉ có thể nhớ là ai là được rồi nhưng trong tiếng hàn mình nhớ có nuka và nuku như vậy thì vị trí nào là nuka vị trí nào là nuku thì chính là điều đó là cái mà điều mà hôm nay chúng ta sẽ học với nhau ha rồi mình coi thử tiếng hàn ha nuka và sayo nuka wasayo? Ở ai đến vậy ồ ai đến vậy ồ nuku đúng không hôm qua bạn gặp ai vậy các bạn ồ che nuku rin mà nasayo ồ che mà nasayo À không rồi, bạn gặp ai vậy như vậy? Hai cái vị trí này các bạn thấy nó khác chỗ nào các bạn? Đối với cái câu này là 누가 왔어요? Đúng không? Là cái 누가 này đã đang đứng ở vị trí là chủ ngữ trong câu, là cái chủ thể của hành động ai đó đến ai đến vậy đúng không còn ở dưới đây là đóng cái vị trí là vị ngữ ở trong câu các bạn che đu mà hôm qua gặp ai vậy nhưng câu này là chủ ngữ là gì các bạn câu này là chủ ngữ đang bị khuyết đúng không nếu mà mình ra tiếp trực tiếp một với một với nhau như thế này thì đôi khi mình đâu phải câu nào mình cũng nhắc là uh, bạn su min -si, bạn su min -si, đúng không mình sẽ lược bỏ cái phần chủ ngữ và nói luôn ôi Nukuru Hôm qua bạn su Minh gặp ai vậy đúng không? Mình hỏi đối phương Như vậy thì ở chỗ này cái nuku này nó đang là cái bổ ngữ cho cái động từ phía sau là manata Tức là gặp đã gặp người nào các bạn thấy không? Như vậy thì ở đây hai cái câu này nó có một cái sự khác biệt về vị trí như vậy Nên mình sẽ cùng tìm hiểu coi hai các bạn hai một lần nữa ha Đầu tiên mình sẽ hỏi về mình sẽ tìm hiểu về nuka các bạn Như vậy thì nuka là đứng vị trí làm chủ ngữ các bạn Đứng vị trí làm chủ ngữ trong câu, chủ thể trong câu thì sẽ là nuka À, ôn lại tiểu từ của chủ ngữ các bạn ha thường á thì tiểu từ của chủ ngữ chúng ta có y ca đúng không ví dụ như là omoni ga tung xen à rồi bây giờ ở đây nếu như đây là một cái chủ ngữ bình thường thì gắn y ca vào bình thường rồi như vậy thì bây giờ ở đây khi mà chủ ngữ làm là, là nu cu các bạn nu cu này thì phải mình phải biến đổi nó vì sao vì nó phải cộng với ik thì nó mới ra được cái 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 gọi là cho ta cái chủ ngữ có cái trợ từ phía sau đúng không như vậy thì ở đây nu cu cộng với k các bạn nu cu cộng với k đúng không chứ không cộng với y tại ra không có bạch chim đúng không nu cu cộng với k thì thành là Nuka như vậy rất là đơn giản đúng không? Thực ra hai anh này đúng là một mà đều là Nuku nhưng nếu nó đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu thì nó phải được cộng với tiểu từ là ca đúng không? Như vậy thì ở đây nó sẽ là Nuku cộng với ca nó sẽ thành Nuka như vậy các bạn chỉ nhớ cho cô Nuka là khi nó đứng làm chủ ngữ trong câu một số cái ví dụ của Nuka luôn ha Nuka và Seo hồi nãy mình coi rồi hết Nuka hết oh, Ồ ví dụ như cái này nó bị gì đó nó bị hư bị hỏng bị đổ gì đó thì mình nói ở nhì nuka hesso, yco nuka hesso, tức là cái này ai làm đấy, ai là người làm đúng không? hoặc là nuka nethun nethun nữa, ai là người nhận tiền của tôi đúng không? ban nghề nuka ở trong phòng có ai vậy? như vậy tất cả những cái ai 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 này đều là vị trí chủ ngữ trong câu giờ nếu mà các bạn nào mà hỏi cô ủa cô vậy làm sao biết chủ ngữ là cái gì mà chủ ngữ đơ, khi nào là chủ ngữ thì cái này các bạn phải chịu khó coi lại những clip trước nha tại vì mình phải phân biệt được là chủ ngữ trong câu là cái gì chủ ngữ trong câu có những biểu hiện gì thì bắt đầu mình mới học được cái khúc này chứ nếu mà các bạn không hề có một cái kiến thức gì về chủ ngữ là cái gì đi với chủ ngữ có tiểu từ gì thì chắc chắn các bạn sẽ rất khó học cái này nha tiếp theo các bạn NUGU NUGU là đứng vị trí tân ngữ hoặc là vị ngữ ở trong câu đó, các bạn ví dụ ha hồi nãy mình ví dụ nè nuôi cứ đến mà sao bạn gặp ai vậy đúng không gặp ai vậy như vậy là cái người cái ai này nó không phải chủ ngữ trong câu mà là cái cái chủ thể là một cái người khác và họ gặp một người nào đó đúng không rồi tiếp theo nuôi cứ han sao mà nghe cái chuyện này từ ai vậy nghe từ ai vậy han thề sao nghe từ người nào vậy đúng không nuôi cứ han thì như vậy ở đây nó sẽ là có ai đó nghe được cái gì từ người nào đó như vậy ở chỗ này nó cái nu cu này nó đang đứng vai trò không phải là chủ ngữ trong câu đúng không nu cu đang chăng nghe bạn đi chợ cùng với ai vậy đúng không bạn là chủ ngữ trong câu bạn hoặc là mẹ hoặc là chị gái hoặc là ai đó người yêu hay gì đó đi chợ cùng với ai nhưng mà cái ai này nó không phải đứng vị trí chủ ngữ trong câu cho nên đơn giản lại là nu cu là không đứng vị trí chủ ngữ thì dùng nu cu còn nếu mà đứng vị trí chủ ngữ trong câu thì dùng nu ca một cái trường hợp là nuka và nuku đi cùng nhau các bạn ví dụ như nuka nuku xa hẻo ai yêu ai <laughs> ai yêu ai như vậy làm sao mình phân biệt được cái ai nào các bạn ai yêu ai tức là cái ai đầu tiên là cái ai của chủ thể trong câu đúng không tạm thời cô cho là bạn a đi chẳng hạn đúng không ai đứng chủ thể ở trong câu này yêu một cái ai đó như vậy thì yêu một cái ai đó chỗ này thì cái ai đó chỗ này nó làm cái bổ ngữ cho cái động từ ở phía sau như vậy nó sẽ là nuku còn cái chủ thể là ai là cái người yêu của cái chủ thể này ai là cái làm hành động yêu thì sẽ là nuka đây được chưa bây giờ đây là những cái phần luyện tập cùng với cô để các bạn coi thử ha cu hoặc là Nuka món cho khassayo ai là người đi trước vậy ha về sáu mươi sạch sao bạn lại mua quà vậy Nuku Nuka eke trudel cố bạn định cho quà ai vậy đúng không y checkin Nuka Nuku e khosinica cuốn sách này là của người nào vậy các bạn thử cho làm bài tập cho cô sẽ đó các bạn bình luận ở dưới phần youtube cho cô nha rồi, như vậy thì uh, tóm lại qua cái bài học này của cô, cô nghĩ rằng một phần nào đó đã giải tỏa được cho các bạn cái thắc mắc là uh, à, vị ai Nuku và Nuka khác chỗ nào? Thật ra hai cái bạn này đều là một, đúng không? Là từ Nuku nhưng mà cái Nuku cộng K thành Nuka như vậy cái Nuka này chắc chắn là khi nó đứng làm chủ ngữ trong câu thì nó sẽ là Nuka còn lại tất các cái trường hợp khác thì các bạn có thể để là Nuku ha đặc biệt là trường hợp mà làm bổ ngữ làm tân ngữ cho cái động từ phía sau là chúng ta dùng Nuku được không nào? Rồi, như vậy thì mong rằng bài học này sẽ giúp ích cho các bạn và các bạn sẽ theo dõi tiếp video tiếp theo của cô trong những cái loạt ngữ pháp hay khác nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh nhau.